trình Câu Chuyện Y Khoa do Bệnh viện Orancos Memorial Bảo Trợ xin kính chào quý vị. Và hôm nay Hương Thơ được hân hạnh đón tiếp bác sĩ Nguyễn Bảo Trọng, chuyên về chữa trị và giải phẫu xương và khớp. Mến chào bác sĩ Trọng. Chào, chào chị Sonia. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phương pháp giải phẫu thay khớp đầu gối. Thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì bác sĩ có thể nói sơ qua cái đầu gối, cái cấu trúc của đầu gối như thế nào, cái anatomy của đầu gối ạ? Dạ, cái anatomy của gối, mình có hai cái miếng xương, mình có cái hình ở đây, cái xương mình kêu là cái femur bone ở đây, and then ở dưới mình có cái tibia bone, and chính giữa mình có cái miếng sụn, cái sụn là mình kêu là cartilage. Cartilage làm cho nó sụn, làm cho nó mà mình đi bộ nó đi nhẹ nhẹ, nó không có đau. Nó làm cho nó absorb, có cái cushion á, giống như cái bánh xe, giống như cái bánh xe mình có cái rubber cho cái đầu gối mà mình đi bộ nó không có đau. Vâng, thưa quý vị, cũng như theo lời bác sĩ nhìn cái hình á, thì chúng ta có cái xương đùi ở giữa cái xương đùi, cái đầu gối nó nằm ở giữa xương đùi với cái bắp chuối của mình, cái bắp thịt ở trên. Yeah. Vâng. Là có sụn, rồi có khớp, rồi có dây chằng và có những cái cơ bám xung quanh cũng như cái lớp đệm để cho mình khi mình di động nó không bị đau, phải không ạ? Yeah. Vâng. Yeah. Vậy khi nào mà mình cần đến giải phẫu đầu gối thưa bác sĩ? Well, thường thường mà giống như cái bánh xe, có thể cái sụn nó bị mòn, mình kêu cái đó là arthritis, hoặc là mình kêu đó là thấp khớp. Mà cái sụn nó mòn á, then có thể nó mòn nặng hơn, over time nó nặng, mà nó nặng cái sụn nó mòn hết, and then hai cái xương nó đụng nhau, mà cái xương nó đụng nhau á, đó là nó nặng nhất, là làm người ta đau khi người ta di chuyển, người ta đi bộ đứng là à? Nó đau, đứng lao là nó đau, vâng. Nó sưng lên luôn. Mình kêu cái đó là arthritis. Mà cái đó là người lớn tuổi hay bị nhiều hơn? Thường thường người lớn tuổi, 50, 60, 70 tuổi, 80 tuổi, mà mình đi bộ lâu hay là có bị chặt chân hay là gãy xương, sometimes cái đó nó làm nhanh hơn. Vậy là những người trẻ thì thường thường bị đau đầu gối vì chơi sport, chơi thể thao. Hay là chấn thương phẩm thưa bác sĩ? Thường thường đó là khác, mà mình chơi sport có thể cái dây thần kinh không phải cái dây chằng nó bị đứt, hoặc là nó bị gãy xương, hoặc là cái sụn đĩa nó bị rách. But có thể mà bệnh nhân trẻ là nó khác, và bệnh nhân mà nó già hơn thường thường cái đó là bị thấp khớp. Vậy trước khi mà chúng ta trước khi mà bác sĩ quyết định đưa cho bệnh nhân giải phẫu đầu gối thì bác sĩ sẽ làm những thông thường được biết là ở văn phòng bác sĩ rất là conservative, là chữa trị bệnh nhân là dùng hết mọi phương pháp trước khi đi đến quyết định giải phẫu, thì bác sĩ sẽ làm gì trước? Well, cái đó là depend on cái diagnosis. So mà bệnh nhân có bị thấp khớp á, then một là mình uống thuốc, mình tập trị liệu, mình làm exercise cho cái đầu gối nó mạnh. Sometimes mình cần chích thuốc cortisone, hoặc là chích cái thuốc chất nhờn á. Mà cái đó mà mình chích, mình xài hết mà nó vẫn còn đau á, nên cái bị thấp khớp nặng á, then có cái last option, cái last resort là mình cần mổ. Yeah. Và thường thường được biết những người mà bị nặng cân á, họ cũng khiến cho gây ra cái đầu gối họ bị đau, tại vì cái sức nặng nó dồn xuống đầu gối. Vậy bác sĩ cũng phải khuyên họ phải sụt cân để xem nó bớt đau không ạ? Phải không ạ? Dạ, làm cho nó bớt đau. Vâng. Yeah. Vậy là khi mà người bệnh nhân nó cần phải mổ á, thì cái họ phải bác sĩ làm gì, cái process nó như thế nào, cái tiến trình như thế nào? Mà mình làm hết cái conservative treatment trước á, mình chích thuốc, mình uống thuốc mà nó vẫn còn đau, then mình nói chuyện có thể mình cần thay cái đầu gối. Cái đó là giống như mà cái bánh xe nó bị mòn, mình thay cái bánh xe, mình mổ được, mình bỏ miếng kim loại vô, mình bỏ miếng plastic, miếng sắt vô cái đầu gối cho nó đi bộ thường lại được. Vâng, cái hình trên đây là gọi là partial knee, có nghĩa là nó bị mòn một phần thôi, thì bác sĩ làm chỉ một phần thôi không ạ? Dạ, cái đó là khác, cái đó là mà cái chỗ khác nó ok á, một bên nó bị mòn nhanh hơn bên kia, then mình làm cái partial knee replacement được. Cái đó là giống như cái hình ở đây mình coi,
cái đó là cái X-ray mà mình coi ở trước á, cái chỗ mà replace cái nào mà bị mòn thôi. Cái hình kia, cái hình đó là cái total knee replacement, cái đó là tất cả cái đầu gối nó bị mòn. Trước khi mổ bác sĩ phải chụp hình để chẩn đoán Danas coi nó như thế nào. Mình phải chụp hình trước, mình chụp hình đặc biệt, mình chụp hình mà bệnh nhân đứng lên, coi cái chân cho mình coi nó angle là sao, nó có thẳng hay là nó méo hay là vậy. Và thì khi mà mổ thì khoảng bao lâu, cái tiến trình mổ bao lâu, mấy tiếng đồng hồ bác sĩ? Thường thường mình mổ một tiếng rưỡi. And then bệnh nhân ở trong hospital, ở là trong inpatient là khoảng 2 ngày. And then có thể tập trị liệu, mình bắt đầu tập trị liệu liền. Có chích thuốc mê, phải ngủ trong bệnh nhân ngủ hay là? Phải cho thuốc mê hoặc là cho thuốc spinal anesthesia, cái đó là thuốc chích thuốc tê cho nó tê. Tê từ cái eo trở xuống. Tê cho hai cái chân nó xuống, and then có thể không có cần cho nhiều thuốc mê. Làm nó được. Và bác sĩ nói là sau khi mổ là phải là tập vật lý trị liệu, là ở trong nhà thương phải gửi tới cái physiotherapy của nhà thương, phải không ạ? Dạ, mình bắt đầu tập trị liệu liền, tập trị liệu sớm hơn là tốt hơn. Mà mình mổ bữa sáng, thường thường mình tập trị liệu bữa trưa, đứng lên liền, mình không muốn nằm ở trong giường, mà mình nằm ở trong giường á, cái nó cứng lại, so mình tập trị liệu sớm rất là quan trọng, nó quan trọng. Thường thường mình tập trị liệu cho 2 ngày trong bệnh nhân, and then tập về nhà, trị liệu ở nhà. Vâng, về nhà bệnh nhân cũng được chỉ dẫn là phải tập như thế nào, và nếu mà mình không tập thì mình bị những cái chuyện gì xảy ra với bác sĩ? Mà mình không có tập là nó yếu, nó không có đi bộ thường, nó cứng mình không có co lại, mình không có làm cái chân thẳng ra được, so phải bắt buộc tập trị liệu. Nên thường thường mình cần tập trị liệu cho khoảng 6-8 tuần sau khi mổ cho nó mạnh khỏe. Và hơn thưa được biết sau khi mà bệnh nhân mổ xong ở trong nhà cũng phải chuẩn bị những cái, phải dùng gậy, phải dùng cái chỗ nào họ đi restroom cho dễ, rồi thay thảm chứ đừng có té, phòng thưa bác sĩ. Dạ, dạ. Tại mà té một cái là phiền lắm, mới mổ xong. Thì người nhà cũng nên biết lưu ý là cái sự hướng dẫn của bác sĩ sẽ về nhà phải làm gì. Và ngoài ra thì khoảng bao lâu thì bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường trở lại? Thường thường là 6-8 tuần. Lẽ như vậy á bác sĩ. Yeah, yeah. Và bác sĩ cũng phải ráng tập, phải mỗi tập ngày. Mới được. Yeah. Vâng. Tập mỗi ngày là nó 6-8 tuần là nó có thể đi bộ lại thường được. Mà họ có thể trở lại làm những cái activity như ngày xưa họ được. Đã từng có, như là chơi tennis hay golf, là khiêu vũ, đi bơi được, đi shopping, đi nhảy đầm, làm hết đó được. Vậy hả bác sĩ. Yeah. Theo bác sĩ thì những người bệnh nhân của bác sĩ thì Việt Nam mình có mổ nhiều không, hay và có bị cái vấn đề này nhiều không so với có tất cả khác? Việt Nam, Mỹ Đen, everybody có thể bị arthritis, so nó không có discriminate, có ai cũng bị vậy. Thưa bác sĩ, vậy có bao nhiêu cái loại cái knee replacement? Hơn thơm được biết là cái cấu trúc của cái chân của người Á Đông mình nó khác của người Mỹ đó, thì bác sĩ thường thường dùng cái loại nào? Cái loại mà mình xài á, là nó based on cái research mà ở chỗ Asia nó xài, nghiên cứu ở bên Á Châu, vâng. Yeah, nó xài, làm research ở chỗ đó, nó study cái cadaver, cái người nó thấy cái xương, and then nó design cái knee based on cái anatomy của người Asian. Vâng, và bác sĩ hay dùng, hơn thương nghe nói bác sĩ hay dùng cái freedom knee lắm, phải không? Dạ, cái đó là nó nhỏ hơn, nên mình không có cắt nhiều xương, nên mình kêu cái đó là bone preserving. Ở trong cái đó, so cái miếng sắt là nó có thể nó nhỏ hơn được. Vâng. Và cái theo bác sĩ thì nếu mà người Á Châu thì bác sĩ dùng cái freedom knee, cái loại này nhiều hơn. Yeah. Và cái sự khác biệt giữa cái freedom knee và với những cái loại khác như thế nào đó bác sĩ? Cái đó là cái freedom knee này có thể co cái chân nhiều hơn được. Thường thường mình co 140-145 độ. Cái này có thể co lại nhiều hơn được. And then mà mình mổ mình phải size to make sure nó đàng hoàng cho nó chính xác measurement, vâng. Cho nó fit cái anatomy của mỗi người.
Những cái dụng cụ này, cái equipment này là dùng để làm gì thưa bác sĩ? Là đó là của cái Cái equipment này là cho mình cắt cái xương cho nó exact, mình measure cho nó thẳng ra, mình cắt cái xương cho nó đàng hoàng, cho nó replace cái anatomy, cho nó làm cái exact anatomy của cái normally. Vâng. Vậy là khi mà mổ là rạch cái đầu gối khoảng như mấy inches thôi hả? Thường mà bệnh nhân nhỏ hơn là mình làm cái vết thương nhỏ hơn được, và người lớn phải làm cái vết thương bự hơn. So nó cái đó là depend on cái anatomy. Vâng, coi hình như vậy nhưng mà không có đau lắm. Dạ, đừng có sợ. Cái đó đừng có sợ, coi cái hình vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trọng rất nhiều. Và sau vài phút thông tin thương mại, Hương Thơ và bác sĩ Nguyễn Bảo Trọng sẽ trở lại. Và lần này chúng tôi mời được một người bệnh nhân mới mổ đầu gối với bác sĩ khoảng 3 tháng trước đây, sẽ nói chuyện với chúng ta về kinh nghiệm của ông. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.